Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình, thì mình là Min đây. Thì hôm nay tôi hơi mệt nên là tôi làm clip nó hơi nhanh và gọn lẹ và đơn giản tí nha mấy ông, do là tôi mới đi khám nghĩa vụ quân sự về. Và tôi cũng báo cho mấy ông một tin mừng là tôi không có đi mấy ông à, do là tôi bị cận lạng tới 6 tới nó chặt mấy chú bác sĩ ấy chấm tôi tới điểm 6 lận, nên là mà tôi lên trên mạng tôi đọc ấy, người ta bảo là điểm 1, điểm 2 mới đi, điểm 3, điểm 4, điểm 5, điểm 6 là không đi. Thì tôi nghĩ là tôi không đi rồi. Thì hôm nay thì cũng không có gì nói, thì tôi cũng kể quá cái quá trình mà tôi đi khám sẵn random chát quỷ si chơi nha, phải không? Tôi biết tôi random chưa như chưa. Thì hồi sáng tầm người ta bảo tôi là 7 giờ rưỡi đi. Đấy, nhưng mà 8 giờ tôi mới đi lận, phải không? Tại vì tôi biết là nó đông vậy đái luôn. Thì thật thì 8 giờ tôi ra vẫn còn đông, phải không mà. Thì đầu tiên là mấy ông sẽ phải kiểu nó sẽ ba người xếp hàng ấy, xong người ta sẽ test nó không, thà luôn lần đầu tiên mà tôi bị chọt vô mũi phải không à, người ta lấy nguyên cái cây nữa không, nó chọt sâu vô trong trời, cảm giác nó thốn mà tôi chảy nước mắt luôn á, mặc dù là tôi không khóc nghe, nhưng mà nó kiểu nó thốn cái nào mà tôi phải tự chảy nước mắt luôn á, phải không, đau cực kỳ luôn đấy. Test xong cái người ta sẽ kêu mấy ông vô, người ta sẽ phát cho ông tấm giấy đó, người ta sẽ kêu tên mấy ông, xong rồi lên ký tên, hỏi nhà người thân mấy ông có ai bị cái gì không, rồi mấy ông có bị cái gì không, có bị tật nguyền gì không đấy, xong rồi mấy ông sẽ vào khám đấy. Nó có nhiều khoa để khám đúng không, khám mắt nè, khám tai, khám mũi, khám miệng nè, rồi tôi khám miệng tôi bị viêm adidam gì đó, ừ. Rồi mắt thì bị cận đấy, rồi khám da liễu nè, khám ngoại khoa nè, nói chung là khám khá là đơn giản. Mà tôi ấn tượng nhất là có một cái không biết gọi là chú hay gọi là ông á, tại vì nhìn gọi gọi là ông thì không biết gọi là sao, nhưng mà nói chung là gọi là chú công an nha, có một chú công an nói già kiểu già lắm mong rồi, nhưng mà trời ơi, đỉnh phải đái luôn không ạ. Tôi vừa đi ra là chú công an lại cầm tờ giấy hướng dẫn tôi đi qua đây liền luôn, trời ơi, chú đó hình như chú đó là đội trưởng hay gì á, nhìn kiểu nhìn nghiêm lắm nha, mà chú đó kiểu kiểu nó như nào ta, tôi không biết dùng cái từ ngữ nào để nói luôn, kiểu chú đó như nào bạn, kiểu người ta giúp mình là gọi là sao ta, kiểu chú đó gặp ai cũng giúp luôn á ông, kiểu người ta muốn mình làm nhanh á, nói sao ta, nói chung là chú đó hợp lý vậy đái luôn. Kiểu tôi vừa khám xong đúng không, vừa cầm ra kiểu tôi sẽ không biết là tôi đi đâu nữa, tại vì nó rất là nhiều khoa khám luôn, là chú công an nói vừa thấy tôi ra xong là chú công an lại đầu đưa miếng giấy chú coi, cái chú công an lấy miếng giấy xong coi, à con đi qua khoa bên đây nha, khoa khoa khoa, khoa bên đây nè, có khi chú đó nha còn tận tay lấy giấy của tôi cầm vô đưa cho bác sĩ xong kêu tôi ngồi đợi đúng không, thề chú công an tốt phải đái luôn. Nhưng mà vui đúng không ạ, khám xong thấy mắt mình bị điểm 6 thì vui quá trời luôn. Nhưng mà có cái là đi hơi mệt, tại vì tôi đi tầm 8 giờ tôi đi tới gần 11 giờ tôi mới về lận ở cỡ đó, tại vì đông mấy không à, với cả là có mấy người người ta kiểu như là người ta còn đạt tiêu chuẩn để đi á, nên là khám lâu lắm, tại vì phải khám kỹ, còn như tôi còn như tôi là chỉ khám sơ thôi, tại vì tôi bị cận 6 độ, bác sĩ nhìn vô là thấy tôi không kiểu không đủ yêu cầu rồi đấy, nên là bác sĩ khám khám những cái cần thiết thôi chứ không có khám kỹ, giả bộ như là đo huyết áp, đo mạch đồ nè, còn tôi thấy mấy ông kia phải nằm lên giường rồi lấy hai mấy cái kẹp kẹp lên người tùm lum tà la hết trơn á. Không, nhưng mà đi lần này gặp gặp mấy đứa bạn cũ thì cũng vui không à, nhưng mà thề luôn nha, tôi kể không nghe cái lúc mà đi vào người ta đo đau ngực, đau bụng, đau tay, đau chân nữa đấy, bắt đầu tôi mặc cái áo bự như nè, cái chú đó kêu cởi áo ra, cái tôi cởi áo ra xong người ta đo chiều cao, tôi đo là được 1m7 mấy gì đó, 1m71 hay 1m72 gì đó, ừ. Đi đo lúc đầu là đo đo chiều cao xong cái người ta lấy cái dây để người ta đo đo số vật sao ta, đo đo vòng ngực, đo vòng eo nữa hả, người ta tràn cái dây qua cái ngực của tôi, cái người ta đo xong người ta nói vậy nè, sao mày mập vậy mày, trời ơi, lúc đó tôi quê vậy đái đúng không, thề luôn, toàn ngồi ở nhà ăn ăn xong quay clip xong chơi game lại 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 chả mập mấy không, xong rồi tôi nói chung là tôi cũng bị nhiều cái điểm dưới lắm không ạ. Tôi giống như là tôi đang bị bệnh, tôi bị bệnh da liễu nữa, ừ, da liễu tôi bị gần mấy tháng này chưa hết nữa, do là tôi không xức thuốc mà tôi cứ để vậy đó. Xong rồi kiểu mông kiểu cảm giác là mông ngứa đúng không, cái mấy ông gãi là nó sẽ bị, nhưng mà của tôi là nó hết bị rồi nha, nó lành lại hết rồi, cái tự nhiên cái nó lành thành cái nó lành thành kiểu như là nó lành thành rạn ghẻ, nó sắp thành da bình thường đó, thì nó lại ngứa, hay là tôi lại ngứa tay, hay là tôi móc ra tôi bươi 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 ra, hay là nó bị nữa, ừ. Bởi vì là người ta mới nói chơi ngu là vậy đúng không,
Thì thôi, hôm nay tôi chỉ làm sơ sơ thôi, bây giờ tôi làm quả kèo random với anh Hổ nha, phải không? Anh Hổ random không? À đúng rồi, còn câu chuyện đúng không ạ? Tôi gặp thằng thằng đó, tôi không biết là phải bạn tôi hay không nha, tôi nhìn rất là giống thằng bạn cũ học chung lớp với tôi. Nghe giọng y chang, đeo mắt kính luôn. À, tôi nhìn cái tướng giống nha, lại nói chuyện với tôi hỏi mày 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 là Min hả? Ờ bla bla bla, bây giờ khám xong rồi tao đi đâu? Tôi chỉ tận tình không? Tại vì bạn, tôi nghĩ đó là bạn cũ của tôi phải không ạ? Đấy, xong rồi khám xong rồi tôi về tôi nhắn tin cho thằng đó, tôi nói là nãy hồi nãy đi khám bọn mình khám kiểu đó là hình như không được đi tại bọn mình cận 6 độ á. Cái xong thằng đó lại hỏi ngược lại tôi là ủa mày là ai vậy? À mày làm bên hồi xưa học chung lớp tao đúng không? Ủa rồi sao vậy? Tao đâu có đi khám đâu, mày nhầm ai đó. Thời lúc đó tôi quê vậy đái luôn đúng không? Thời tôi quê thật sự quê luôn. Nên là tôi quyết định tôi sẽ solo kèo random với anh Hổ. Anh Hổ? Anh Hổ đâu Hả? ta? Solo kèo random 50 ngàn không? Cái Google à, 50 cái gì ngàn thôi. cái Google Ủa cái rồi nãy, hồi vừa nãy ăn rồi, random hả? Trời vừa ăn rồi lấy ơi. trái trong kho được không? Trời, cho lấy trái trong kho. Vừa ăn rồi vừa thú Ôi, rồi hồi nãy bạn không ăn là bạn win tôi, bạn đã có 50 rồi. nè, Ôi. cái này Thế giờ mẹ, nãy giờ tôi nói thì tôi mấy anh đâm ra đa gần, tôi lấy trái đa gần nè trong ba lô được không? mới Trời nuốt ơi. rồi, nuốt Để xong coi rồi chạy có ra trái đổi quỷ nào cái đấy bán rồi. không. Để coi có trái quỷ nào bán không. Serbing Ikea này. Ờ nghe, tôi nghe nói là update sau là San Awaken đó bạn, bạn biết chưa? Gì chứ San Awaken. Trái cát á. chứ Nhìn sờ kêu như nè Ranbi vậy đó bạn. Bạn muốn thử sức với trái Dragon không? À, ngay đây tôi bạn solo thử nè. yeah. Mày ra đây. Cũng cất cái bao cái Một. Hai. Ờ đúng rồi, còn có mấy ông bảo là tôi solo spam skill nữa. Đúng rồi, tôi spam skill đó gọi làm sao? Game có cấm spam skill không mấy ông? Nãy giờ mấy ông có skill mấy ông không dùng, mấy ông đúng là A nè. Tao không biết combo nè, tao có skill nè nhưng mà tao không dùng nó, tao dùng người ta nói tao spam. Tao sẽ không dùng skill đâu, bao giờ tao bắn súng trúng mày tao mới combo. Đấy, bắn súng trúng mày tao mới combo, còn bắn súng không trúng mà tao không combo nha. Đấy. Vậy đó hả? Muốn muốn solo kiểu vậy hả mấy ông? Thế mấy ông qua kênh mấy anh Bro xem nhá. Kênh của mấy ông Bro chứ tôi solo hạng C, chỉ có đến thế thôi. Bro xem đồ mấy kênh chơi khác hạng nha. C Đúng vậy. Khổ thân thực sự. có Ui rồi ơi. Nào bạn, cho bạn coi cái này nè. Ôi lắc rồi. đến thế rồi. Trời ơi, lắc rồi. Game dạo này không biết sao lắc lắm á. Tôi cũng có quen tay đâu, dạo này có chơi nhiều đâu. Cái hạt tôi là up 24 trên 24 luôn á không? Hầu như là vậy. Hôm nay đang có sự kiện On Star nên là tôi vô tôi chơi On Star hơi nhiều. Lắc rồi Lắc quá. lắc quá như cái cây vừa quay chuột được Thôi tha bạn à, á, đứng yên đúng rồi, mất quá, bô ti bạn nữa. đứng yên Xin đánh lỗi đi, đi tha chứ cho, xin sao lỗi đi đi. ông sao mình xin lỗi nhờ mất bộ ti thôi chứ đâu bị đâu Đúng dùng rồi, riêng có mấy mà. ông cứ bảo là em bị team anh Min đi sang OT xong anh Min phá hết luôn. Liên quan vậy mà ông, giờ tôi kêu thằng này fit cho tôi luôn cũng được. Đấy, tôi fit gấp 24 và 9 là chuyện bình thường đúng không? Sang lên tí là lên lại. Tôi lo nói chuyện tôi không thèm đánh bạn luôn á. Đấy xong rồi mắc Để máy mấy ba, điện xong rồi mấy ông này bắt đầu sẽ oh my god wow, tôi không hiểu luôn. Bình thường ngoài xe bình thường cũng vậy đó. Hôm bữa tôi solo với em núp ngoài xe bình thường á, thì ngoài nói em núp anh ăn sờ bình mạng mua chi solo không, cái em núp ok anh ấy là tôi chỉ muốn solo vui lắm không, cái tôi solo thua cái mấy ông kia kiểu oh my god ai mà bro vậy, ai có thể giết được anh Min luôn vậy. Thề luôn, mấy ông làm như tôi là chùm cái game này á. Mấy ông, tại vì mấy ông nói thế người ta mới nói tôi này nọ, xong người ta rủ tôi solo, xong rồi người ta nói tôi bờ gồ này nọ mà sao spam skill không vậy, xong người ta bắt đầu người ta chửi mà người ta nói tôi gà. Đúng rồi, tôi có nhận là tôi hay hơn thì ai đâu, tôi gà gì đó, nhưng mà mấy ông ăn được cây Yogu của tôi thì thôi nói mấy ông lại bảo tôi gãy rồi thôi không nói. Đúng rồi, tôi nhận tôi gà, tôi chơi gì cũng gà hết. Mấy ông là số 1, mấy ông là nhất. anh Vin solo vui vẻ nè đi phải. Solo vui vẻ, ông này solo thua hoài luôn mà vui vẻ. Ông mà ông tin ông toàn chơi bơm mà ông này quýt không lại tôi á.
Free Fire như chơi tôi không tốt hôm mà. bữa tôi ăn chế bơm mà ông quýnh không lại tôi mới không à, hey, khổ thật sự. Để tôi cầm trái Supreme coi, để tôi cầm trái 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 Supreme tôi solo cho ông thử nha. Này xịn à. Không Go. Rồi để tôi đổi đây hành số 4 cái. đang cái server nào vậy nè? Fan nhưng mà C2. Trời ơi. Em với thằng Canông nãy đi đâu vậy? Canông ngủ rồi đó. Em chiều mới rồi. Đi đâu vậy? Ôi ôi. Đi rồi. Ai buôn tục hàng. Quá. Buôn hàng. Buôn hàng. À. Ông này ông bị gì á? Người ghi mình phân thân ra nhiều quá vậy. Bị lắc đó bạn. Chờ phân thân luôn. Cái đàm nó béo rồi nhưng mà không sao đúng không ạ? Best spin Việt Nam. Trời ơi nói em. Ơi khổ hơn ông thiệt sự luôn. Không còn nửa cây rồi. Trời ơi ông ơi ông à. Ông này chắc tôi à. Ông ơi. Vẫn trúng ông luôn nè. Ai da đau á. Trời ơi ông xài súng ông combo đau lắm. Tôi đánh ông quá trời luôn, ông mắc có tí máu rồi, cái này yếu rồi tại vì mastery tôi thấp quá. Ôi trời ơi. Này cặp. Ôi ôi. Đào đấy. Không đâu rồi ta. Giọng ông nè. Giọng ông cái nè. Ây da. Đau quá. Cái này của tôi ít mastery quá đánh á. Ông không hấm được đâu luôn á. Ông đánh ông đánh tôi mấy cái gần chết là tôi đánh ông nãy giờ ông mới còn nhiều máu. Alo. Nghe không? Em nói mày. Nghe. Bạch 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 bạch. Bèo. Thôi chê ad cho luôn. Nãy bị gì á. Cái in á. Mấy trăm thành luôn. Gì vậy? Tôi muốn gì vậy? Cách lĩa bằng trái sơ binh. Bẹt mày muốn gì Bum. Vậy? Em mà cái thông. Thề luôn 25 mở thôi trời. Em mày cây thông. Noel mày không khí liền, không khí Noel liền. Em mày cây thông. Đâu? À, gì vậy mẹ? Cây thông. Cây thông. Ờ đúng rồi, để hết random rồi thì tôi nạp mua random xong sẵn tôi bui luôn bạn. Sắp tới anh em tôi làm mày mày nguyên bộ team Noel. Ôi chú tại Sibin nè bạn. Lô vui vẻ anh Go. Đăng minh tính ra thì tôi quay clip giống quay vlog quay đá luôn á, cứ quay một ngày mà tôi chơi game không à, chứ tôi không có quay cái này cái nọ giống người ta nhờ. Trời bò le nữa chứ. Tôi kiểu là tôi quay vlog một ngày của tôi chơi game trong 5 phút vậy á. Chứ không phải là một cái để quay clip để với la 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 nữa. Tôi chơi như kiểu gold mà lay luôn các bạn, như kiểu gold lay luôn á. Đi chen luôn. Và có cái là chỉ có anh em mình nói chuyện với nhau được thôi. Chúa tể sờ bình. Sao này gà vậy? Ừ là quá anh Minh quýnh ông rồi chứ sao bình kìa. Cái gì nữa anh này ăn 2 đam mở bởi vì anh đánh bằng trái sờ bình chết á. Ây da. Anh làm mờ mới chết nè. Bạch 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 bạch. Ui. Biêu. Biêu. Ơ sao ủa sao xét không được nhờ. Quay đều. Ây da. 97 rồi. 97 rồi.
này là mút mút ở trong Discord đó hả? Không biết luôn á. 97 rồi. Mút coi chị. 409. À cũng thử không? Được. Solo. Cái hồng ủa mua nào vậy? Nó bị tôi dùng bơm. Đánh chết đó bạn. Bữa tôi gặp trái bơm tôi bắn không chết luôn. Em mặc đâu mà em mặc xuống đây. Vô. Bị bơm chết à? Ừ nó bị tôi dùng bơm đánh chết á. Không hiểu luôn. Trời ơi còn elite luôn. Trời ơi còn elite luôn thôi mày ăn bơm mày con. Tao quăng đồ đạn vô đầu mày. Giờ bố anh hổ cầm cái này chơi yếu xìu. Chứ mà bạch 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 bạch. Không quen rồi. Còn thấy nó khó chịu không mà. Không dính luôn à. Hay nó khó chịu không mà. Em có suy nghĩ kỹ về khi anh Min chơi Sabin không? Tê quá, kiểu em chơi anh Min đâu không có đam nữa nhờ. Thì không có đam, Sabin có kháng cái gì đâu em. Nó đâu phải như chớp đâu. Bạch 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 bạch. Ơ sao biết cùi hay vậy? Ok. Nóng nhờ. Nóng nhờ. Nóng nhờ. Tại sao mấy ông sợ trái sờ binh của tôi dữ vậy ta? Tôi tệ sờ binh. Muốn nghe nữa không? Ừ. Em mặc gỡ. Go. Tự nhiên cái nguyên ông Noel đi bứt lộn rồi. Để tôi làm skin ông Noel cho. Trời ơi. Sao bên anh mới có 172 má rạc ơi. Có gà 2 tiếng hồ. 2-3 tiếng đồng hồ. Nửa ngày ngồi farm 600 mát liền vậy. Thôi tôi không có rảnh bạn. Tôi không có thời gian đâu. Chú tể Sabin. Nhờ mấy đứa vô giúp rồi. Ok. Sabin 600 mát. Ăn bơm đi. Ăn thêm cái này nữa. Cái cuối của em mà. Đi nhanh đi trời. Em mẹ gỡ nè. Shipper Sabin. Chết chúng luôn kìa. Trời ơi, muốn cả mình luôn ghê vậy. Nhưng mày đã bị dụ rồi. Ở gà dính lên mình mà. Free Fire. Non. Để lên coi cười Free Fire vậy không à. 400m body có top à. Ghê. Nãy giờ tôi tuyển thêm mấy ông 25M vô làm top career tôi nhờ. Nên tuyển top không mấy ông comment nha phải không. Nếu mà nhiều người comment kêu tôi muốn lên top thì dễ lắm không à. Tôi tuyển mấy ông 25M vô là career tôi lên top ngay. Kích mấy thằng mà mười mấy M ra phải không. Này kích mấy thằng như sắp be gì nè. Hay là mấy thằng Sinu đúp 2M rồi kích hết ra. Tôi sẽ lấy Biga Taken. Hơi xịn nhưng mà tôi không thích mấy cái đó không à. Mà không có mấy cái đó mà không có anh em chơi chung nó cũng chán lắm. Đúng không? Cái đầu mày đâu mày? Cái mắt mày đâu? Thời đúng rồi, cái skin kìa. Để tí. Tôi còn có 50 Robux à. Hide and shit à. Không có mắt nữa của bạn. Đám yếu mày đái luôn. Thôi clip kết thúc nha mọi người. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Bye bye mọi người. Tạm biệt.